Giang Thái và Nguyên Bảo, mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, chỉ trong một thời gian ngắn đã có 4 học sinh bị thương vong, trong đó hai em vĩnh viễn không thể tiếp tục đến trường. Các em tử nạn liên quan đến 9 phương tiện đưa đón mình đi học mỗi ngày. Thưa quý vị, những phương tiện đưa đón gây ra những vụ tai nạn thương tâm như vậy khiến dư luận đặt ra câu hỏi, khi nào mới chặn được những chiếc quan tài bay chở học sinh đó, khi nào mới không còn xảy ra những vụ học sinh tử vong oan ức vì những lỗi không thuộc về các em. Đúng là như vậy ạ, và vấn đề nhức nhối này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập bàn luận trong ít phút tới. Nhưng trước hết, như thường lệ, mời quý vị khán giả cùng đến với phần điểm những thông tin đáng chú ý sau đây. Hỏi mua xe qua mạng xã hội, vừa chạy thử xe rồi chiếm đoạt. Chuyên mục nóng trên mặt báo, cần có biện pháp chặn đứng những chiếc quan tài bay chở học sinh. Tại Kiên Giang, ngư dân rục rịch đón mùa cá đồng ra biển. Ấn tượng các tác phẩm điêu khắc bằng dây đồng. Quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng là Đặng Tấn Hổ, sinh năm 1996, ngụ xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang về hành vi cướp giật tài sản. Đáng chú ý là đối tượng này đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, bị xử phạt 12 tháng tù giam, chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương vào tháng 11 năm 2017 nhưng vẫn ngựa quen đường cũ. Trước đó, thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng Hổ phát hiện chị Phùng Bích Dung, sinh năm 1984, có đăng bán một chiếc xe máy màu đen, nên đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy trên. Hổ nhắn tin giả vờ hỏi mua, sau đó hẹn chị Dung đến phía trước trường trung học phổ thông Hà Huy Tập tại xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang để xem xe và giao dịch mua bán. Đến 19 giờ ngày 15 tháng 6, chị Dung điều khiển xe máy đến điểm hẹn. Hổ đi cùng với bạn gái tên là Lê Hoàng Gia Hưng, sinh năm 2000. Sau khi xem xe thì Hổ yêu cầu được chạy thử. Lúc này, Hổ điều khiển xe máy chở Hưng và chị Dung phía sau đi đến một bãi đất trống thuộc xã Vĩnh Thạnh thì dừng lại. Hổ nói chị Dung xuống xe để Hổ trả tiền mua xe. Thấy chị Dung đã xuống xe thì đối tượng bất ngờ điều khiển xe máy chở Hưng, tăng ga bỏ chạy. Chị Dung đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó chị đến cơ quan công an để trình báo. Đến ngày 17 tháng 6, công an xã Vĩnh Thạnh xác định được Hổ và Hưng là hai đối tượng gây ra vụ việc trên nên đã đưa về trụ sở để làm việc. Đến ngày 18 tháng 10, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên. Vào ngày 27 tháng 11, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Quốc Điệp, 31 tuổi, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản có liên quan đến một vụ doanh nghiệp bị mất cắp hơn 5 tấn sắt. Trước đó, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhận được trình báo của công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng ở xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn về việc doanh nghiệp này bị mất cắp hơn 5 tấn sắt để trong kho. Bằng nghiệp vụ điều tra, lực lượng chức năng đã đủ bằng chứng để cáo buộc Nguyễn Quốc Điệp là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp này. Tại cơ quan công an, bước đầu Điệp khai nhận lợi dụng là công nhân lái máy cẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng. Nghi phạm này đã thuê xe tải vào kho chứa hàng của công ty, lấy trộm hơn 5 tấn sắt của doanh nghiệp, rồi vận chuyển đi tiêu thụ ngoài thị trường, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Công an thị xã Nghi Sơn đang tiếp tục điều tra vụ án. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sĩ Đồng vừa ký công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị khẩn trương kiểm tra, xử lý phản ánh phá rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Từ ngày 25 tháng 10 đến nay, Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa đã phát hiện có 36 cây rừng bị đốn hạ ở vị trí lô 1-2 ở khoảnh 4 và lô 1-2 thuộc tiểu khu 645 trên địa bàn Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa. Cây gỗ bị các đối tượng đốn hạ thuộc nhóm 3 đến nhóm 7, có đường kính từ 0,25m đến 0,9m. Tại hiện trường ghi nhận, còn lại 2 cây gỗ đã bị đốn hạ còn nguyên cành, 13 lóng gỗ và 8 hộp gỗ. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Hướng Sơn, bước đầu đã xác định được một số đối tượng chặt phá rừng trái phép là người dân địa phương ở thôn Cát. Các đối tượng đã lợi dụng tình hình mưa lũ phức tạp khiến lực lượng chức năng không thể trực chốt để chặt hạ cây gỗ rừng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, tiếp tục vấn đề nhức nhối đã đề cập ở đầu chương trình. Đối với các địa bàn ở nông thôn, miền núi, xa trường học, việc có phương tiện đưa đón học sinh đã giúp cho gia đình các em giảm bớt được thời gian, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các em đến trường. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có đến 4 học sinh bị thương vong, trong đó có 2 em vĩnh viễn không thể tiếp tục đến trường.
Thưa quý vị, liên tiếp các vụ tai nạn mà nạn nhân lại chính là các em học sinh khiến chúng ta không khỏi băn khoăn về vấn đề đảm bảo an toàn cũng như là kiểm soát chất lượng các phương tiện vận tải này. Ngày 2 tháng 11, 2021, trên đường đến trường, một học sinh lớp 6 ở huyện Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk bị rơi xuống đường và bị dính chiếc ô tô chở nạn nhân cán qua người dẫn đến tử vong. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên là chiếc xe không đóng cửa khi lưu thông. Vụ việc chưa kịp lắng xuống thì vào ngày 22 tháng 11, chiếc ô tô khách 16 chỗ ngồi chở 19 học sinh ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La bị bung chốt cửa khiến hai em rơi xuống đường, một em tử vong. Một điểm chung ở hai vụ án tai nạn trên là phương tiện được dùng để đưa đón học sinh nhưng không ký hợp đồng với nhà trường, không đăng ký với chính quyền sở tại. Cả hai chiếc xe này không được thiết kế để phục vụ cho việc chở học sinh và được chính phụ huynh thuê để đưa đón con em mình đi học. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có văn bản đề nghị Chủ tịch các địa phương xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân liên quan đến việc không đảm bảo an toàn khi vận hành phương tiện chở học sinh. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nhưng dù xử lý như thế nào đi nữa cũng không thể trả lại sự sống cho các nạn nhân. Cũng cần phải nhắc lại rằng đây không phải là những vụ việc đầu tiên liên quan đến tính mạng của các em học sinh khi đến trường bằng xe đưa đón. Và đương nhiên trách nhiệm cũng không chỉ riêng của tài xế hay chủ của những chiếc xe này. Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 4 2020, được đánh giá là đã có nhiều quy định siết chặt quản lý đối với loại hình vận tải hợp đồng. Tuy nhiên, lại không có quy định cụ thể đối với loại phương tiện vận tải cũng như các điều kiện liên quan về đưa đón học sinh. Và thưa quý vị, để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho học sinh, thì sau khi Nghị định số 10 được ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn đề xuất Bộ Giao thông Vận tải đưa ra một số quy định về hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô, xe buýt trường học và dịch vụ đưa đón học sinh nói chung vào luật sửa đổi, bổ sung luật giao thông đường bộ 2008. Các nội dung này cũng đã được các đại biểu Quốc hội bàn thảo, góp ý tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 diễn ra vào cuối năm 2020. Thế nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có những quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển học sinh, cũng như chưa có quy định cụ thể về điều kiện tiêu chuẩn của lái xe, điều kiện của những chiếc xe chở học sinh và các quy tắc an toàn khi chở học sinh. Vì tính mạng và sức khỏe của hàng triệu học sinh, nhất là ở các địa bàn nông thôn, miền núi, chúng ta không thể chậm trễ hơn nữa. Và khi chưa có quy định cụ thể thì cần phải có biện pháp chặn ngay những chiếc quan tài bay chở học sinh, nếu không thì những vụ đau lòng tương tự rất có khả năng xảy ra lần nữa. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến sự cố sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Thanh Hóa, sau 3 ngày theo dõi và điều trị, hiện sức khỏe của 9 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tại Thanh Hóa cơ bản đã ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới. Theo đó, đến sáng 26 tháng 11, cả 9 trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm vaccine được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Hiện sức khỏe đã ổn định, đã bỏ được tất cả các thuốc vận mạch. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nhận sự hỗ trợ kịp thời của đoàn chuyên gia đầu ngành đến từ Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trong quá trình cấp cứu điều trị, xử lý các trường hợp phản vệ sau tiêm vaccine. Ngoài sự hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, của ban ngành, trong đấy có cả sự hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai, của Bộ Y tế là về hỗ trợ chuyên môn cùng khoa trong cái thời gian điều trị cho các bệnh nhân phản vệ liên quan đến tiêm vaccine. 3 ngày điều trị thì hiện tại thì các bệnh nhân còn lại tương đối ổn định, đã bỏ được tất cả các thuốc vận mạch, bệnh nhân không phải thở oxy và bệnh nhân đã vận động trở lại được, thì các xét nghiệm hoàn toàn trong giới hạn bình thường. Trong một vài ngày tới thì bệnh nhân có thể ra viện. Trước đó, trong tối 25 tháng 11, Sở Y tế Thanh Hóa đã có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, đánh giá của Hội đồng Tư vấn chuyên môn về nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Kim Việt, huyện Nông Cống. Theo đó, nguyên nhân của 3 trường hợp tử vong và 1 trường hợp nguy kịch là sốc phản vệ sau tiêm vaccine phòng COVID-19. Toàn bộ quy trình cấp phát, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vaccine phòng COVID-19 được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế và chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Thưa quý vị, trong 4 ngày, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 11, thì tỉnh Trà Vinh đã tổ chức tiêm phủ vaccine mũi 1 cho toàn bộ người dân cư trú, tạm trú trên địa bàn tỉnh từ 18 tuổi trở lên, chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Lưu ý là người được tiêm không bị mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng. Đợt này, ngành y tế tổ chức tiêm vaccine tại 6 huyện Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang.
Trường hợp người dân ở 3 địa phương còn lại là huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh, nếu chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, có thể đến một trong 6 địa phương trên để được tiêm phòng. Tình hình dịch COVID-19 ở Trà Vinh đang diễn biến phức tạp, với số ca mắc liên tục tăng. Từ ngày 20 tháng 11 đến nay, số ca mắc COVID-19 trong ngày của tỉnh đều trên 200 ca. Tính đến tối ngày 25 tháng 11, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 6.703 ca dương tính với SARS-CoV-2. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thời gian gần đây, lực lượng kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các cơ quan hữu quan đã phát hiện nhiều quán ăn trên địa bàn tỉnh tàng trữ, kinh doanh buôn bán động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã trái phép. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử lý nhằm răn đe, ngăn chặn tình trạng tiêu thụ, săn bắn động vật hoang dã. Mời quý vị cùng theo dõi phản ánh của cộng tác viên tại Thừa Thiên Huế. Đây là khu bếp của một nhà hàng ăn uống trên địa bàn xã Lâm Đớt, huyện miền núi A Lưới. Kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở này đang tàng trữ nhiều động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã đông lạnh. Tất cả đều không có giấy tờ hợp pháp. Chủ nhà hàng này khai nhận đây là số động vật được mua của một số người dân địa phương đi săn bẫy để bán, phục vụ cho thực khách khi có nhu cầu. Chi cục kiểm lâm đã chỉ đạo và phối hợp với các ban ngành tổ chức nhiều cái giải pháp, biện pháp, tổ chức tuyên truyền, tổ chức đường dây nóng thông qua hệ app để xử lý các cái phản ánh tin báo về động vật hoang dã. Rồi tổ chức tuần tra truy quét tại rừng, tổ chức là kiểm tra các cái sở gây nuôi và tổ chức là thực thi pháp luật để là xử lý vi phạm. Còn đây là cánh đồng thủy lương ở thị xã Hương Thủy. Lực lượng kiểm lâm đang tiến hành tháo gỡ hàng trăm bẫy cò của người dân. Việc bẫy chim cò thời gian qua cũng xảy ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Những tháng gần đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp cùng với chính quyền các địa phương tổ chức 25 đợt ra quân xử lý tình trạng bẫy bắt chim trời. Kết quả tịch thu tiêu hủy hơn hàng ngàn bẫy que dính, cò mồi xốp và cứu hộ thả 160 cá thể cò sống về tự nhiên. Hiện nay chúng tôi đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm thì tăng cường tuyên truyền đến người dân và các cái quán ăn tổ chức có kinh doanh về thịt động vật rừng để nâng cao nhận thức cho mọi người về cái ý thức bảo vệ và yêu mến các loài động vật hoang dã. Thứ hai là giải pháp về phối hợp thì chúng tôi là tiến hành là phối hợp với chính quyền địa phương của các cái huyện xã để mà tăng cường các cái buổi tuần tra tháo gỡ các cái bẫy chim cò. Từ đầu năm 2021 đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ và xử lý 14 vụ vi phạm về tàng trữ mua bán vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã trái pháp luật. Qua đó tịch thu 163 cá thể thông thường và 10 cá thể quý hiếm, hàng chục ký thịt rừng cấp đông. Trong đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định xử lý một trường hợp mua bán, nuôi nhốt một cá thể kỳ đà vân quý hiếm với số tiền hơn 270 triệu đồng. Thưa quý vị, ngư dân ở phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang những ngày qua đã chuẩn bị lưới, thùng và vân và nổ máy chạy vỏ lãi ra các miệng cống để bắt đầu cho cuộc mưu sinh mới, đó là săn các loại cá đồng theo con nước đổ ra biển khơi. Để biết ngư dân nơi đây đón mùa cá đồng ra biển như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Hàng năm, cứ vào cuối tháng 10 âm lịch, khi các cánh đồng ở An Giang, Hậu Giang hay ở một số huyện Gò Quao, Dầu Truyền, Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang bắt đầu rút cạn nước, thì cũng là lúc cánh ngư dân ở phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá cũng rục rịch chuẩn bị lỉnh khỉnh lưới rồi ra các miệng cống săn các loại cá đồng như cá rô, cá trê, cá lóc, cá mè vinh ra biển để mưu sinh. Không có cá nhiều, bây giờ nước nó, tại vì nước ở trên ruộng nó còn đầy quá đó, cá nó nằm ở trên ruộng không à. Nó ít có xuống sông, chừng nào mà ruộng mà nó bơm hết á, con cá nó mới xuống là mới dần mới nhiều. Dù chưa phải là thời điểm chính nước rút, nhưng sống bằng nghề câu lưới, ông Co vẫn đều đặn ra các miệng cống ở Kiên Giang để giăng lưới bắt cá. Có ngày, ông bắt được cả chục ký cá, có khi không bắt được con nào. Tuy nhiên, nhờ am hiểu quy luật nước biển dân, cá ra, cá vô, nên ngư dân ở đây vẫn sống khỏe bằng nghề câu lưới. Khoảng nếu cá qua cái tháng này đây tới Tết đó là khoảng ngày chục ký, mười mấy ký cá mè vinh đó, chứ thôi cá phi, cá rô đủ thứ. Cá mè vinh nhỏ thì mình làm chả,
làm chả bán, còn cá bự thì bán người ta ăn, còn cá nhỏ làm chả đó, cũng bán chả, bán cá chả. Rồi đó là ngày 200 mấy, 300, 400 cũng tùy, thì bữa chúng bữa khách. Đó là dân cỡ khoảng 15-16 tay lớn, là dân một ngày bán cũng cỡ khoảng 10 mấy 20 ký cá, 2 mấy ký không chừng, 3 mấy ký không chừng, đủ thứ trơn, cá đôi, cá chốt, cá gô, cá chơi, cá lóc, đủ loại hết, cá trắng đồ, cá chè dinh đồ, đủ thứ hết, được, ổn định được, một ngày thì kiếm vài trăm ngàn, khi hên thì nó chịu ngoài không chừng. Mỗi tay lưới mà ông Lạc, ông Co Giang cũng chẳng chính cá là bao. Tuy nhiên, bám sông, bám biển, mưu sinh nên ông Lạc, ông Co và nhiều ngư dân khác ở Kiên Giang vẫn còn hy vọng còn sống được với nghề. Và bây giờ là phần tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, chỉ cần có sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của các nghệ sĩ thì bất kỳ nguyên vật liệu cũ kỹ nào cũng có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Điều này rất đúng với trường hợp của nữ nghệ sĩ 29 tuổi ở Nhật Bản sau đây. Nhân vật mà chúng tôi đang nói đến là Monami Ono. Trong hơn 10 năm qua, chị đã sử dụng những tấm bìa cứng cũ đã bỏ đi để tạo ra vô số tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng. Nổi bật trong số đó phải kể đến những con robot, quái vật xuất hiện trong các bộ truyện tranh hay phim ảnh của Nhật Bản. Mô hình xe tăng, máy bay trực thăng, thay vì dựa vào một bản thiết kế thật chi tiết, chị Monami Ono chỉ cần vẽ những nét phác thảo trên tấm bìa cứng để xác định kích cỡ của sản phẩm, rồi khéo léo cắt ra, sử dụng keo và nước để kết chúng lại thành những hình dạng mong muốn. Các tác phẩm tinh xảo của chị Monami Ono hiện rất nổi tiếng và được trưng bày cả trong và ngoài nước. Chúng được bán với giá từ 100.000 đến 1.500.000 yên một tác phẩm. Để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, người nghệ sĩ có nhiều cách khác nhau, tùy vào tài năng và gu thẩm mỹ mà họ sẽ chọn vẽ tranh, xếp giấy hay nhiếp ảnh. Riêng đối với nghệ sĩ sau đây, điêu khắc bằng dây đồng chính là cách để chị thể hiện năng khiếu nghệ thuật. Ngay sau đây thì chúng ta cùng chiêm ngưỡng một số tác phẩm đặc sắc của chị. Đây là những tác phẩm điêu khắc độc đáo của nữ nghệ sĩ Cherry BK hiện sống tại nước Mỹ. Nhờ có đôi tay khéo léo và tình yêu dành cho nghệ thuật, chị đã biến những sợi dây đồng vô tri vô giác thành các tác phẩm nghệ thuật với phong cảnh thiên nhiên được nhiều người yêu thích. Để tạo ra tác phẩm, ngoài vật liệu chính là dây đồng, nghệ sĩ Cherry BK còn sử dụng thêm một loại nhựa đặc biệt, sơn acrylic, rêu, gỗ, lụa và cả pha lê. Thông thường, nghệ sĩ Cherry BK phải mất hơn một tuần lễ mới hoàn thành một tác phẩm. Tuy nhiên, đối với những tác phẩm có kích thước lớn và nhiều chi tiết phức tạp thì thời gian chế tác sẽ lâu hơn. Liên tục chương trình, chuyên mục Cà phê Công đường, điều tra lại vụ hơn 200 người bị lừa đảo đất đai ở Đồng Nai. Tây Ninh, cửa hàng liên tục bị mất trộm. Chuyên mục Chuyện ngày mới, người canh gác xa lộ ban đêm. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 200 người dân tại thành phố Hồ Chí Minh là nạn nhân của dự án khu dân cư Tập Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai mà 24 giờ chuyển động đã từng thông tin. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình thi hành bản án. Tiếp sau đó, thì Tòa án Nhân dân tối cao cũng đã xét xử giám đốc thẩm, hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm và Bộ Công an đang điều tra lại từ đầu để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện này qua phóng sự sau đây. Theo hồ sơ vụ án, sau khi được tỉnh Đồng Nai giao đất để đầu tư dự án khu dân cư xã Tam Phước, huyện Long Thành, chủ đầu tư là vợ chồng ông Nguyễn Văn Tình và bà Nguyễn Thị Chí Sương, giám đốc và phó giám đốc công ty cổ phần Sài Gòn Cây Cảnh, đã vay tiền ngân hàng, huy động vốn từ vợ chồng ông Lê Đình Tài và bà Trần Thị Hải Yến cùng 223 cá nhân khác bằng hình thức ký kết hợp đồng góp vốn. Sau đó, do không có khả năng trả nợ, vợ chồng ông Tình bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai đã kê biên quyền sử dụng đất và tài sản trên diện tích hơn 10,2 hectare đất nằm trong dự án khu dân cư Tam Phước của vợ chồng ông Tình để thi hành án. Sau đó, ông Tài là người mua trúng đấu giá khu đất này vào năm 2017. Việc này đã khiến hơn 200 bị hại bị ảnh hưởng quyền lợi dẫn đến khiếu nại kéo dài. Chính quyền các cấp
hỗ trợ cho chúng tôi, bảo vệ cái quyền lợi cho tôi và hơn 200 người cổ đông góp vốn vào cái dự án này. Mà bây giờ chúng tôi mất trắng là chúng tôi chết mất. Cục Thi hành án dân sự Đồng Nai cần phải thu hồi tất cả các quyết định trước đó, cụ thể là quyết định của việc thi hành án, quyết định kê biên đấu giá tài sản để trả lại hơn 10 hectare đất cho việc kê biên, bảo đảm cho việc thi hành án cái thủ tục mới. Có như vậy thì mới bảo đảm được quyền và nghĩa vụ hợp pháp, quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả những người bị hại. Vụ án đã trải qua nhiều lần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm ở Tòa án tỉnh Đồng Nai và Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sau đó đã chỉ ra hàng loạt vi phạm trong quá trình thi hành án của vụ án trên, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Chúng tôi đó là đã đình chỉ, do đó là không tổ chức thi hành án nữa, mà chờ cái bản án có hiệu lực của tòa án xét xử lại có hiệu lực thì sẽ phân công. Sau khi có đơn yêu cầu thi hành án của đương sự, chúng tôi sẽ phân công chấp hành viên để ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành án. Hội đồng thẩm phán, Tòa án Nhân dân tối cao đã xét xử giám đốc thẩm, quyết định chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, hủy bản án sơ thẩm của Tòa án tỉnh Đồng Nai và bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra lại. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý lại vụ án từ đầu. Hàng trăm bị hại kỳ vọng vụ án sẽ được xét xử lại công bằng, đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của những người liên quan. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin nóng mà chương trình đã cập nhật. Thưa quý vị, thấy người dân khu trọ sơ hở, hai đối tượng đã nhanh chóng vào lấy cắp xe máy rồi tẩu thoát, nhưng không ngờ bị sa lưới các thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến vụ việc. Trong lúc đang tuần tra tại khu vực phường Tân Đông Hiệp vào trưa ngày 25 tháng 11, thì phát hiện hai đối tượng nghi vấn đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 86B1-15126 có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên anh Trọng đã cùng anh em theo dõi qua nhiều con hẻm trên địa bàn phường. Khi đến đường Trần Thị Dương thuộc khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thì hai đối tượng phát hiện trong dãy trọ có một chiếc xe máy không có người trông coi, nên đối tượng ngồi sau đã đi vào dùng đoạn bẻ khóa lấy trộm chiếc xe, rồi cùng đồng bọn đứng chờ bên ngoài tẩu thoát. Tưởng đầu đã trót lọt, nào ngờ mọi hành vi của các đối tượng đã nằm trong tầm ngắm của các hiệp sĩ. Đội phòng chống tội phạm đã tăng ga truy đuổi qua các tuyến đường trên địa bàn phường và ép xe khống chế được hai đối tượng cùng tang vật rồi bàn giao cho công an phường Tân Đông Hiệp. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đều khai nhận hành vi của mình. Vụ việc tiếp theo xảy ra tại một cửa hàng ở phường 2, thành phố Tây Ninh. Đáng chú ý là chỉ trong một ngày, cửa hàng này liên tục bị mất trộm. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 23 tháng 11, chiếc xe màu trắng biển số 70D167707 dựng trước không khóa chống trộm. Một đối tượng nam mặc áo đen dùng đoạn bẻ khóa xe và tẩu thoát nhanh chóng. Trong diễn biến khác cùng ở cửa hàng này, vào chiều cùng ngày, người đàn ông chạy xe máy đã vô mua đồ, sau đó tiện tay lấy một món đồ rồi giấu vào bên trong áo khoác mà không tính tiền. Hy vọng rằng qua hai vụ việc xảy ra ở cửa hàng này, các hộ kinh doanh buôn bán cần cảnh giác hơn nữa trong việc bảo vệ tài sản của mình. Thưa quý vị, đã từng trong hoàn cảnh bị thủng lốp xe, hết xăng giữa đường vào ban đêm, nên anh Lê Thanh Tùng ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh thấu hiểu sự mong muốn nhận được giúp đỡ ngay thời điểm đó. Thế nên suốt 3 năm nay, mỗi tối sau khi xong công việc, anh Tùng lại trong rủi khắp các nẻo đường thành phố để vá xe, sửa xe và đổ xăng miễn phí cho những người không may gặp sự cố trên đường. Để hiểu rõ hơn về một hoạt động đầy ý nghĩa, chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ người đàn ông được mệnh danh là anh hùng xa lộ ban đêm này. Nếu không có người đàn ông đang cần mẫn ngồi vá xe này, con đường trở về nhà tối nay có lẽ sẽ khó khăn với anh Thiệu vì bị thủng lốp xe giữa đường khi trời đã về khuya. Không chỉ riêng anh Thiệu mà đã từng có nhiều người được người đàn ông này giúp đỡ. Anh là Lê Thanh Tùng ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Gần 3 năm qua, người đàn ông 44 tuổi này luôn giữ thói quen ra đường sau 20 giờ cùng thùng đồ nghề phía sau. Anh chạy loanh quanh những tuyến đường trong thành phố, hễ gặp ai thủng lốp, hết xăng, anh đều sẵn sàng giúp đỡ và hoàn toàn miễn phí.
là mình cảm thấy là mình rất là may mắn vì đã gặp được anh ở đây. Thì lần thứ hai thì mình cũng xin cảm ơn anh đã giúp đỡ mình. Nếu mà không có anh thì chắc là không biết là khi nào thì tối nay khi nào mình mới về tới nhà được. Mình cũng đi làm tài xế mà cũng về đêm hôm đó, có bữa cũng hết xăng về, mình đã đi làm đêm, mình muốn về nhanh, về nhà nhanh với vợ con à. Giữa đường hết xăng bực bội, cảm thấy trong lòng bực lắm. Cũng có người giúp, người ta giúp mình. Ta đẩy mình tới 1-2 cây số luôn, tới cây xăng, thấy mình người ta giúp mình xong, cảm thấy cái bực dọc nãy giờ mình quên hết trơn rồi. Từ đó mới suy nghĩ rồi, tại sao mình không đi làm những cái chuyện này mình giúp cho người ta. Giúp người ta đi, có thể là mình người ta cũng giống mình vậy đó. Mình giúp người ta, người ta cũng không còn phát sinh những cái chuyện không hay xảy ra nữa. Công việc chính của anh Tùng là lái xe tải đường dài. Thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, công việc này gặp nhiều khó khăn, nên anh đã quyết định tìm nguồn trái cây bán để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Ngoài thời gian làm việc và chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, còn lại anh đều dành hết thời gian để đi vá xe, hỗ trợ miễn phí người gặp nạn trên khắp các tuyến đường xa lộ. Lịch trình của anh Tùng rất quen thuộc. Khoảng 8 giờ tối, sau khi phụ vợ dọn dẹp xong quán và lo cho các con ăn ngủ xong, anh soạn đồ nghề, dắt chiếc xe máy cũ và bắt đầu hành trình của mình. Trong tâm mình thì mình biết là ảnh làm việc tốt, nhưng mà cái sức khỏe của ảnh thì mình vẫn lo. Lo nhưng mà thì càng lo thì phải càng quan tâm hơn, thì mình chỉ muốn chăm sóc nhiều hơn trong cuộc sống này kia, giả sử như giúp ảnh cải thiện sức khỏe, ăn uống này nọ thôi, chứ ngoài ra mình cũng không biết giúp gì hơn nữa. Được người vợ hết lòng ủng hộ, anh Tùng yên tâm hơn trong công việc thầm lặng của mình. Các tuyến đường thường xuyên anh đến như Phạm Văn Đồng, ngã tư Thủ Đức, đường Mai Chí Thọ, quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội. Chạy hết một lượt, anh lại quay đầu làm thêm 2-3 vòng nữa. Có hôm phải gần 3 giờ sáng anh mới về đến nhà. Mình thấy là đây là một công việc rất là ý nghĩa và có thể giúp ích được cho mọi người. Và mình rất là cảm ơn và chúc anh sẽ gặp được nhiều may mắn và có những cái công việc mà mình yêu thích và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mình giúp từ người ta là mình cảm thấy người ta đi, người ta đẩy bộ mình, sao mình làm xong mình thấy người ta chạy anh đi được là mình thấy vui rồi, là được rồi. Công việc này cháu chẳng làm gì, nghĩ gì riêng cho riêng tôi, chỉ mong là mọi người cái việc làm, cái hành động của tôi nó sẽ được lan tỏa, mọi người sẽ giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, người giúp đỡ người nọ thì cái xã hội nó sẽ tốt hơn thôi. Cũng mong là mình có nhiều sức khỏe để mình đi giúp đỡ, còn nhiều thời gian để giúp đỡ người thì ta thôi. Mỗi tháng anh Tùng mất khoảng 2 triệu cho công việc bao đồng này. Nhưng với anh, đây là niềm vui. Anh nói rằng 2 triệu mỗi tháng có thể giúp đỡ được rất nhiều người trong lúc khó khăn. Nó khiến cho bản thân anh thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Dù có thể nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc, nhưng người đàn ông này lại chọn việc tiếp tục canh gác xa lộ, dù thầm lặng nhưng đầy nghĩa tình. Quý vị, cứ như thế thì suốt gần 3 năm nay, anh Lê Thanh Tùng đã một mình âm thầm lặng lẽ canh gác xa lộ mỗi buổi đêm về. Với anh thì chẳng còn gì quý giá hơn việc được nhìn mọi người bình an trở về nhà. Mong rằng việc làm của anh sẽ lan tỏa được nhiều điều tích cực hơn đến với cuộc sống này. Xin chúc cho anh sẽ có thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trên mỗi cung đường về nhà. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Đồng thời, quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta hãy bình tĩnh, tự tin cùng với chính phủ vượt qua đại dịch Covid-19. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.